Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop may vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai ha. Em nha, chào chị. Rồi, chị cho Tứ. Kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về Mulome phôi. Rất mong anh chị em, cô bác gần xa nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ ấp Bình Long, sông Bình, chợ gạo Tiền Giang à. Số điện thoại cũng là số Zalo nằm trên tiêu đề. Hình thức của tụi em là bao ship toàn quốc à. Vào đầu clip vẫn là mã số 1 à. Rồi, vẫn là mã số 1. Em này co lắc tay cành đế đẹp quá quý vị ơi. Cao 57. Cái hoành tính 19 đi, 20 rồi. Yếu. Quý vị em nghe kỹ em này ha. Này đẹp ha. Để đây. Rồi, giao lưu như chị. Mã số 1 này giao lưu 400 những dinh để rồi, mình qua mã số 2 quý vị. Rồi, cao 49. Rồi. Cái hoành 26. Rồi, xây luôn. Chị không nghe kỹ đế em nói ha. Đế này cũng giữ nha. Đặt kẹo luôn ha. Rồi, một phần đặt đó nha. 52. Đặt là không 52 quý vị. 52 nè. Rồi. Rồi, giữ luôn nha chị. Rồi, mã số 2 này giao lưu 850 à. Rồi, qua mã số 3 luôn rồi quý vị. Cao 67. Rồi. Cái hoành 22. Đây, cành đều. Đế thì đặt kẹo ở dưới luôn. Để nườm. Đây là nguyên cái khối đế luôn ha. Sổ này 22 luôn. Rồi. Giao lưu như vậy chị. Rồi mã số 3 này giao lưu 506 à. Rồi 506. Rồi qua mã số 4 luôn. Mã số 4 luôn. Cao 59. Cái hoành à. Thôi lấy 29 đi, 30 yếu. Phải chừng cắn á. Đo lại chị. Thôi cắn hả? Dạ. Yeah. Rồi rồi, vậy để đo lại. À 27. Nãy hai cắn xíu nha quý vị, phải đo lại. Thôi cắn đo lại 27. Rồi 27 nha. À rồi rồi. Sư ý tự nó nằm bên đây không thấy. Rồi, đây tiếp luôn, để luôn, để đặt để qua đây quý vị ơi. Chào luôn nhiêu chị. Rồi, mã số 4 giao lưu 900 à. Rồi, cây 900 ngàn. Cây một bài đế quá trời quá đất luôn. Rồi, qua cây mới luôn. Cao 64. Rồi, cái hoành 22. Rồi, xe luôn. Đây cành đẹp luôn à, để đây để quý vị để lực ha, xe đều vào luôn ha à, tay cành lực luôn, xe đều luôn. Cảm ơn nhiêu chị. Rồi mã số 5 này giao lưu 407 à. Rồi 407. Rồi mình qua mã số 6 luôn. Cao 64. Cái hoành lấy 21, lấy 20 đi. Rồi. Dạ, hơi yếu xí xíu. Rồi, lấy 20. Tay cành cũng đều quá đây quý vị. Nếu mình tính 21 vẫn được đó, mà thấy nó cũng kỳ kỳ. Rồi để luôn đây quý vị. À, hay hay để đây. Trong chiều chồng thì lưng. Chân chống ở trước nè, hai bên đều có hết luôn. À, lưng là có đuôi rồi ha. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã số 6 này giao lưu 407 à. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 7 luôn. Cao 76. Em trật tay cành đều rang luôn. Cái hoành 21. Để dưới đều như sắp vô quý vị. Nè. Này y như mai gần giống như mai sắp đế vậy ha. À, xè đều giống như mai sắp đế vậy đó. Rồi mình giao lưu em nói như đây chị. Rồi mã số 7 này giao lưu 430. 430 ha. 430 có cây đẹp như sắp đế vậy. Rồi. Rồi mã số 8 luôn. Cao 46. Không rồi cần, có cắn gì không? Cái hoành 23. Rồi để đây. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã số 8 này giao lưu 350 à. Rồi 350. 350 cây bự đẹp nè cô bác ơi. Rồi xuống cây luôn. Qua mã số mã số 9 luôn. Cao 79.
Để quá xa cái nồi để chưa quý vị. Cái hoành 22. Rồi. Cái nồi dưới đây thì thôi khỏi nói giỡn, đặt bự quá trời. Nếu đôi chỗ này thì nó 44 rồi nè. À, có cái ngấn đặt đó nè. Nè. Rồi, xe xe này giống thắt bính quá vậy nè. Rồi, xe xe luôn. Giống đầu thắt bính. À, để đặt như vậy đó. Cái cây này có lộn không ta, mà làm giá có 550 rồi. Vậy nè. Tại cành cũng đều mà đế cũng đẹp nữa, mà giá thì có 550 à? Mã số 9 550 cái cây vậy. Chắc ông xã của chị làm lộn giá cái này. Này chắc ông cũng quên. Lâu lâu cái bị cây vậy đó. 37 cao. Rồi, mã số 10 đây. Cái hoành 22 đi, 23 rồi. Yếu một tí. Rồi. Rồi để đây. Để cũng đẹp quá à quý vị. Để lực luôn ha. À, mã số 10 nha quý vị. Này mã số 10 à. Mã số 10 này giao lưu 400 à. Rồi, 400 à quý vị, để đẹp luôn ha. Rồi. Ba mã 11 luôn. Mã số 11 luôn à quý vị. Cao 49. Cái hoành 16. À, em này để không giữ nha. Để. Đây, để đây. Đặt để luôn. Rồi mã 11 này mình giao lưu 304 à. Rồi, qua 12. Tục mã 12 luôn. Dần sáu để nó xuống đây, cái dần sáu bỏ cái cây này lên trước đi, dần sáu hay đem rồi đặng nó lẹ. Rồi, nó chiều cao luôn. Cao 57. Cái hoành 17 đi. 17. Đây, để đây. Để đều luôn ha. Dạ. Yeah. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 12 này giao lưu 204 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 37 cao, mã số 13, cái hoành 21. Rồi. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 13 này giao lưu 308 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. 314 luôn. Cao 30. Rồi. Cái hoành 18. 18 đúng luôn á. Rồi, xe xe luôn. À, để đây đặt kẹo ha. Rồi, để quá đẹp luôn. Đúng rồi, mã 14 đi giao lưu 300 à, bộ đế đẹp. Đế đẹp quá quý vị. Rồi, mã số 15 luôn. 34 cao. Cái hoành 24 luôn. Rồi. 4 hoành. À, để đây quý vị, để đặt luôn ha. Rồi, giao lưu như đây chị. Rồi, mã 15 này giao lưu 402 à. 402. Rồi, qua 16 luôn. Cao 68. Cái hoành 15. Rồi, 15 hoành. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Một khối đế luôn. Mã 16 này giao lưu 203. Rồi, 203. Rồi, mình qua mã số 17 luôn. Cao 34. Cái hoành 20. Rồi, 20. Đây, cụ đế đây. Có một cái cũ à. Rồi, mình giao lưu như chị. Mã 17 này giao lưu 300 à. Rồi, cây luôn. 38 luôn. Cao cũng 34 luôn. Cái hoành 17 đi. Lên 19 đi. Rồi, để cũng đẹp quá đây quý vị. À, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 18 này giao lưu 203. Rồi, 203. 230 nghìn. Có một rồi. Cây mai đẹp. Số 19 luôn quý vị ơi. Cao 59. Cái hoành 17 đúng. Rồi, 17. Rồi, để đây quý vị. Để điều. Rồi. Dạ. Rồi, giao lưu như chị. Mã 19 đi giao lưu 303. Rồi, xuống cây luôn. Wow, 20. 20 rồi, để đặt quá xa ha. Cao 39. Rồi. Cái hoành 15 đúng.
một khối đế đặt luôn nè. Đế đeo gì? Khối đế nè. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 20 này giao lưu 300 à. Rồi, 300 ngàn con. Ủa cái rễ này nó sao bi một dọc á. Nó làm bi á. Như viên bi á. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 34 cao. 34. Cái hoành 11. Rồi. Cái hoành 11 mà để quá xá, để hàng không lực mà nó nhiều nữa nè. Đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mái tóc thắt bính. Mã 21 này giao lưu 200 mà. Rồi, xuống cây luôn. Giá yêu thương cô bác ơi. Hai cây bự bự nè. Cao 41. Rồi. Đâu cái hoành luôn. Cái hoành 25. Rồi, 25 hoành. Đù cái củ này đã với ta. Hai con vẹt con ghé ha. Để nè. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 22 này giao lưu 470 à. Rồi. Qua mã số tiếp theo luôn. 23. Mã 23 luôn. Cao 34. Cái hoành 19. Rồi 19 hoành. Rồi giao lưu nhiêu chị? Mã 33 này giao lưu 280 à. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã tiếp theo. 24 cao 39. Cái hoành 21. Rồi, xe xây luôn, tay cành điều rang. Cành bự bự không nè. Để dưới đây đây. Đó. Mua cây mai có tặng thêm một cây khế. Ồ, cây anh. Rồi, giao lưu nhiêu đây chị ơi. Mã 24, giao lưu 203. Rồi, xuống cây luôn. Quên nó cái khúc mía không nó thì nó khúc khế. Cao 46. Cái hoành 20 đi 21 rồi. Yếu. Rồi để đây quý vị. Số 25 giao lưu như thế chị. Số 25 này giao lưu 240 à. 240. Rồi qua 26 luôn. Cao 30. Cái hoành 15. Rồi 15 hoành. Để đây quý vị. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 26 này giao lưu 280 à. Rồi 208. Rồi qua 27 luôn. Cao 37. Cái hoành 18. Rồi xe xe luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây chị? Rồi mã 27 này giao lưu 290 à. Rồi qua mình qua 28 luôn. Cao 39. Cái hoành 19. Rồi. Để em nói cái gì. Rồi, rồi mã 28 đi giao lưu 250 á. Rồi, mình qua 29 luôn. Cao 32. Cái hoành 20 đúng. Rồi, 20 đúng. Để cái này đây quý vị. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 29 đi giao lưu 340 à. Rồi 340. Rồi qua 30. Cao 39. Cái hoành 14. Rồi 14 hoành. Để đây. Rồi xây xây luôn. À để đây quý vị ơi. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 30 này giao lưu 207 à. Rồi 207. Tiếp rồi, theo là một cặp đôi nghe cô bác. Mã 31 cặp đôi. 31 rõ gì tới cuối clip là một cặp không nhưng cao 39. Rồi. Cái hoành 14. Rồi. Bên đây hoành 16. Rồi xây xây luôn. Chị ngắm nghe kỹ em nói hàng vô đế cái quý vị. Để hai em này nha. Bộ đế này quái lắm nè, thắt qua thắt lại. Rồi, cặp 31 này giao lưu 280 à. Rồi, xuống cây luôn, qua cặp 32. Cao 28. Chú
hoành 13. Rồi. Bên đây hoành 10. Rồi, xe xe luôn. Rồi, cặp này giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 32 này giao lưu 160 à. Rồi, xuống cây. Qua cặp 33. Cao 19. Hoành 12. Rồi. Quanh đây cũng 12. Rồi, xe xe luôn. Nhìn con cái kỹ nha, để đẹp đẹp không nè. Cặp này đế đẹp, rồi, hai cây đều chị đẹp hết. Cặp 33 này giao lưu 180 à. Rồi, 180. Hai cây đẹp ghê luôn. Qua cặp 34 luôn. Cao 42. Cái hoành 11. Đây hoành 12. Rồi. Để luôn. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây? Cặp 34 đi, giao lưu 190 nè. Rồi, 190. Rồi, xuống cây luôn. Qua cặp 35. Cao 17. Hoành 12. Đây hoành 10. Rồi, để luôn đây quý vị. Quá xa đi. Rồi. Nhỏ mà đế quá. Đặt luôn, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 35 này giao lưu 160 à. 6. Rồi, qua cặp 36 luôn. Qua 6 này, cặp này bự bự nha. Cao 39 đi. Cái hoành 20. Đây hoành 21. Rồi. À, bự tay cành cũng có nè, để không yên bệ nè. À, cặp này báo giá, coi như thấy giật mình luôn nè. Cặp này mà có... Cặp này có lộn giá không? Cái cặp nè. 36 này có 280 này, đủ tiền ship à. Không có lấy tiền cây á. Lộn giá hai cây nha. Này ông bị lộn hay sao? Hai cây vậy có 280 ngàn à. Không biết. Thôi vậy qua cây mới. Đù, hai cây 280 rồi. Giật mình á. Ông xã chị làm giá rồi. Cao 31. Hoành 17 gặp nãy chị ghi cũng không có để ý nữa, ông đọc rồi ghi á. 14 hoành. Quý vị thấy cái nào mà lộn giá kiểu đó, quý vị chốt gấp đi quý vị. Bây giờ lên báo giá còn nào, gì nữa nữa. Báo giá xong rồi, giờ không có sửa đổi gì nữa. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 37 đi, giao lưu 209 nè. À, cặp này cũng đẹp đó nè. Ừ, cặp này thì dễ thương kìa. 38 nè. Cao 22. Rồi, hoành 18. Đây hoành 14. Rồi, để luôn. À, đây cũng đẹp đẹp không ha. Bộ đế này hết biết. Giao lưu nhiêu đây chị? Rồi, cặp 38 này giao lưu 350. 350 nè. Rồi, xuống cây. À, cặp 39 luôn. Đồ, cặp đó 350, cặp này có 280. Cao 34. Hoành 18. Giá rẻ xe, rẻ. Rẻ bất ngờ luôn. Hoành 15. Nè. Hai em này mà hai em này có giá có 28 nữa hả? Đúng rồi. Hai em này đẹp như vậy đây. Nè. Cây nội cây này là thấy hết biết rồi. Tiền cây con kia cũng đẹp vậy. À, cái cây này còn đế nè. Ơi ơi. Giá 28 ha. Cặp 39 thì giá 208. Chốt gấp gấp cô bác ơi, chốt lè cặp đó luôn á. Lộn giá nữa không? Cao 34. Quên tính quay hai cây mà tính giá con cây. Hoành 13. Đây hoành 14. À, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 40 này giao lưu 201 à. Rồi, xuống cây. Rồi, cặp 41 luôn. À, hai em này cắt còn cái tược ở trên những nó ná nhau vậy. Cao 20. Em bự em nhỏ tại. Hoành 16. Sao hai cái này giống quá vậy? Này các thông. Đây hoành 13. Là giống y như cái anh kia. Đó. Hai này giống nhau. Giống khoảng 90-80. Cây nhỏ với cây lớn thôi chứ nè. Hình thù hai cây nè. Dáng nha. Đúng không? À, giao lưu như chị. Này giống cái con gì nó lắc cái đuôi qua đây nè. Cặp 41 này giao lưu 190 nè. Rồi cũng rẻ hả vậy. Cặp. Hết clip à. Hai quay tới mã 41 của gì vậy? Cuối clip em cũng không có gì hơn. Kính chúc quý cô bác một ngày mới tràn đầy niềm vui à. Kính chúc thời gian vào xem ủng hộ shop em cảm ơn à. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình vào clip sau.